Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của Honda Hồng Đức. Thì hôm nay An cập nhật cái mẫu xe Future màu trắng đỏ. Hiện tại cái màu này cực kỳ hot tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. An sẽ báo giá cũng như chương trình khuyến mãi và hình thức trả góp luôn ha các bạn. Thì hiện An xin nhắc lại ha, địa chỉ cửa hàng của An là Honda Hồng Đức 10, ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Và số điện thoại cá nhân của An là 0364909432. Thì An nhận được một cái bình luận là cần tư vấn về mẫu xe Future trắng đỏ. Thì An sẽ làm cái video này cho các bạn đó luôn, cũng như là giới thiệu lại cái giá trong thời điểm này cho tất cả các bạn luôn ha. Thì hiện tại Future bên An đang có cái chương trình cực kỳ là lớn, là khách hàng sẽ được hỗ trợ phí trước bạ trị giá lên đến là 1 triệu đồng nè. Ngoài ra thì các bạn còn sẽ được tham gia chương trình quay thưởng của Honda Việt Nam. Mình sẽ được quay thưởng, thì cơ cấu giải thưởng bên An thì sẽ gồm giải đặc biệt là xe SH350 phiên bản cao cấp, hoặc là giải nhất là xe Vision phiên bản tiêu chuẩn. Và có một trường hợp thì có thể là chúc bạn may mắn lần sau ha các bạn. Thì thì hiện tại thì giá xe bên cửa hàng An chỉ dao động từ phiên bản tiêu chuẩn chỉ từ 34.490.000 thôi các bạn. Phiên bản tiêu chuẩn chỉ từ 34.490.000. Còn phiên bản bánh mâm thì giá chỉ dao động từ 36.490.000 các bạn. Thì hiện tại thì bên An đang vẫn có chương trình hỗ trợ cho công nhân viên làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp của huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng ha. Mình sẽ được hỗ trợ lên giá xe trị giá là 500.000, sẽ được trừ trực tiếp trên giá xe ha các bạn. Thì tính ra nếu mà các bạn sử dụng phiên bản bánh căm thì nó chỉ còn có 33.990.000 thôi. Và cái chứng từ này thì bên An cần có là thẻ công nhân hoặc là cái giấy xác nhận mình đang làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp nha các bạn. Thì cái chương trình công nhân này thì bên cửa hàng An sẽ áp dụng cho các bạn đến 31 tháng 1 luôn nha. Ngoài ra thì bên An vẫn hỗ trợ chạy chương trình là thu xe cũ đổi xe mới. Thì mình sẽ được hỗ trợ giảm trực tiếp trên giá trị xe là 1 triệu đồng. Giảm trực tiếp trên giá trị xe mới luôn nha các bạn. Thì tính ra giảm thêm 1 triệu đồng nữa thì xe phiên bản bánh căm của mình chỉ còn có 32.990.000 thôi. Và sẽ có hỗ trợ trả góp luôn nha các bạn. Thì ở đây An có tính một cái mức trả góp cho các bạn là giá xe tiêu chuẩn hiện tại bên An là 34.490.000, mình trả trước 20% và mình góp lại 9 tháng, mỗi tháng thì mình góp lại là 3.598.000, 12 tháng là 2.827.000, 15 tháng là 2.365.000 và 18 tháng là 2.059.000. Thì hiện tại An xin nhắc lại một cái chương trình vừa mới được áp dụng tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10 của An, đó là chương trình quay thưởng cho các bạn, quay thưởng trúng xe khi mình mua cái mẫu xe Future này, thì được áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 và kết thúc vào ngày 21 tháng 1 năm 2023. Thì các bạn sẽ được hỗ trợ là mua xe sẽ được chương trình quay thưởng nè, giải đặc biệt là xe SH350, giải nhất là xe Vision. Và trường hợp có chúc bạn may mắn lần sau thì mình sẽ nhận được một lời chúc an khang thịnh vượng nha các bạn. Thì trước mắt các bạn đây thì mình sẽ có thêm một số cái màu sơn độ từ cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Thì những cái màu sơn này thì các bạn chỉ cần tốn thêm cái phí độ sơn chỉ từ 3.1 triệu đến 4.4 triệu tùy theo cái phiên bản các bạn. Và màu sơn này bên cửa hàng An sẽ bảo hành cho các bạn 3 năm kể từ ngày mình mua. Trong quá trình mình sử dụng mình có những cái lỗi bong chóc sơn, nếu mà không may xảy ra cái trường hợp lỗi bong chóc sơn thì bên cửa hàng An sẽ xử lý cho các bạn miễn phí và không tính tiền ha các bạn. Và khi mà các bạn sử dụng những cái màu sơn độ này á, thì một số các bạn e ngại về phần giấy tờ cà vẹt xe mình nó đổi màu á, thì bên cửa hàng An cung cấp xe độ màu này á, thì đảm bảo với các bạn là chuyển đổi cái màu sơn đúng với giấy cà vẹt và màu thực tế ha, nên các bạn yên tâm. Mình sử dụng những cái màu sơn độ như thế này sẽ được thứ nhất á, là thể hiện được một cái cá tính riêng là màu sắc sẽ đẹp hơn, rồi nó lạ hơn. Thứ hai nữa là các bạn sẽ được chế độ bảo hành sơn rất là cao, 3 năm kể từ ngày mua. Hiện tại thì trước mặt các bạn đây là phiên bản Future màu đỏ đen, và đặc biệt cái màu đỏ đen này á thì mình sẽ có độ hoa văn manet ở đây nè các bạn. Thì nó sẽ độc lạ hơn cái phiên bản màu đỏ của Honda Việt Nam. Thứ hai nữa là các bạn nhìn kỹ thì cái màu đỏ này nó sẽ đậm hơn cái phiên bản màu zin ha các bạn. Thì An xin nhắc lại ha, giá xe ngày hôm nay bên cửa hàng của An chỉ dao động từ phiên bản cao cấp, phiên bản bánh căm thắng đĩa chỉ từ 34.490.000
Thưa các bạn, thì và mình sẽ được hỗ trợ những cái chương trình An vừa chia sẻ, là thứ nhất là chương trình công nhân làm việc tại khu công nghiệp An Nghiệp thì sẽ được giảm trực tiếp là 500.000 trên giá trị xe. Các bạn có thu xe cũ đổi xe mới sẽ được giảm thêm 1 triệu nữa. Tính ra là hai cái chương trình đó nếu mà mình được áp dụng á thì mình sẽ được giảm 1,5 triệu. Thì tính ra giá xe của mình nó chỉ còn lại là 32.990.000 thôi. Thì rất là phù hợp trong thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì bên An vẫn có hỗ trợ lên hồ sơ online nha các bạn. Và tùy theo cái gói trả trước mà mình có thể là nhận được cà vẹt gốc. Và trường hợp như các bạn có thể là trả 10% cũng được ha, chứ không cần phải trả nhiều. Giống như là xe của mình chuẩn bị tầm khoảng 5 triệu là mình có thể lấy xe về, các bạn lên hồ sơ. Nếu hồ sơ duyệt thì các bạn có thể là lấy xe về rồi. Thì cái mốc thời hạn góp bên cửa hàng An thì nó sẽ dao động linh hoạt từ 6 tháng nè, 9 tháng và lên đến là 36 tháng các bạn. Đó là 3 năm luôn. Thì mình có thể là chọn được cái mốc nào phù hợp với cái số tiền mình hàng tháng mình đóng để mình được thoải mái hơn khi mình thanh toán hàng tháng các bạn. Phù hợp với cái chi tiêu của mình. Hiện tại thì bên hồ sơ online thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với An hoặc là để lại kết bạn Zalo với số điện thoại của An. An sẽ tư vấn cho các bạn về cái phiên bản màu cũng như là cái hình thức trả trước bao nhiêu và hàng tháng gấp bao nhiêu. Rồi An sẽ nhờ các bạn bên công ty tài chính lên hồ sơ cho các bạn. Để hồ sơ duyệt thì mình có thể ghé nhận xe tại cửa hàng nè. Và bên An có hỗ trợ giao xe miễn phí tại những cái khu vực lân cận Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng. Thì mình sẽ được giao xe miễn phí và không có tính tiền phí các bạn. Rồi sau đây An sẽ quay chi tiết cận cảnh là cái màu trắng đỏ các bạn ha. Thì các bạn sử dụng phiên bản trắng đỏ này, hiện tại nó là trên phiên bản bánh mâm thắng đĩa. Nếu mà trường hợp các bạn thích phiên bản bánh căm thắng đĩa thì bên cửa hàng An vẫn có hỗ trợ cho mình lên phiên bản căm đĩa luôn nha các bạn. Và cái phiên bản này thì là phiên bản độ, mình sẽ được bảo hành màu sơn 3 năm nè. Và cái phí độ sơn thì nó chỉ thêm 3,1 triệu thôi các bạn. Mình sẽ được thay thế những cái phần như là phần yên nè, phần mặt đồng hồ phía trước, hai phần yếm bên hông và cái cản này mình cũng được sơn đen nữa các bạn. Nên là rất là đẹp luôn. Và những cái chi tiết này thì bên cửa hàng An sẽ bảo hành cho các bạn là 3 năm nha. Và đặc biệt cái chương trình quay thưởng như An vừa chia sẻ nãy giờ đó, thì cái chương trình này cũng vừa mới được áp dụng thôi các bạn. Nên là cái tỷ lệ trúng thưởng rất là cao luôn. Hiện tại thì trên phạm vi cả nước thì mình sẽ trúng được là 99 xe RX 350 phiên bản cao cấp. Còn đối với giải nhất thì các bạn sẽ trúng được là tổng số lượng xe trúng đó là xe Vision tiêu chuẩn là 999 chiếc các bạn. Một cái con số cũng tính ra cũng rất là cao và cái tỷ lệ trúng cũng rất là nhiều luôn. Nên là các bạn hãy nhanh chóng mình xem để mình mua xe trong thời điểm này nó phù hợp hơn để mình mua xe ha các bạn. Và hiện tại thì bên cửa hàng An cũng sẽ có gửi quà tặng theo cho khách hàng thêm theo xe lưu niệm như là nón ha, hay lít xăng. Bên cạnh đó thì nếu mà các bạn đã từng là khách hàng thân thiết của Honda Hồng Đức thì các bạn sẽ có từng mua xe sử dụng xe thì mình có thể VIP. Thì khi các bạn mua xe tiếp tục tại hệ thống cửa hàng Honda Hồng Đức 10 thì các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thẻ VIP từ 200 cho đến 400.000 tùy số lần tích lũy nha các bạn. Thì mình sẽ được hỗ trợ thêm nè. Ngoài ra nếu mà trường hợp như các bạn mình mua xe trong tháng nè, có sinh nhật thì đúng ngày thì bên cửa hàng An sẽ tổ chức sinh nhật cho các bạn. Còn như trong tháng thì mình có thể là gửi thêm những cái quà tặng sinh nhật cho các bạn là một bộ ly chúc mừng sinh nhật, hoặc là mình có thể là chọn là son hay là serum lỗi phấn đều được hết các bạn. Đối với các bạn nữ thì bên An sẽ hỗ trợ tặng quà sinh nhật như thế cho mình. Rất là nhiều quà tặng luôn. Thì đó là An vừa chia sẻ lại cái giá cũng như chương trình khuyến mãi hiện tại đang áp dụng tại cửa hàng Honda Hồng Đức 10. Các bạn cần biết thêm những thông tin chi tiết nào thì cứ liên hệ trực tiếp với An. Số điện thoại của An có thể để trên màn hình ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.